Bài 10. Sở thích. Hội thoại 2. Peter: Minh ơi, sở thích của Minh là gì? Minh: Tôi thích chơi thể thao, tất cả các môn thể thao. Thế Peter có sở thích gì? Peter: Tôi thích bơi, ngoài bơi tôi không thích môn thể thao nào. Minh: Peter thích đi xem phim ở rạp chiếu phim không? Cuối tuần này chúng ta cùng đi xem. Rạp chiếu phim có phim mới đó. Peter: Tôi cũng thích xem phim. Tôi thích phim kinh dị, không thích phim hài và phim lãng mạn. Thế Minh thì sao? Cuối tuần này có phim loại gì? Minh: Tôi cũng thích phim kinh dị và phim hành động. Cuối tuần này có phim kinh dị mới. Peter: Tuyệt, chúng ta cùng đi xem vì tuần này tôi rảnh. Tuần sau tôi có lớp học nhảy ở trung tâm. Minh có thích nhảy không? Mình: Tôi không thích nhảy lắm, tôi thích hát hơn.